Chào mừng các bạn đến với năm từ vựng ngày hôm nay. Angry, angry, tức giận, đây là tính từ. Please don't get angry, đừng giận má. Answer, động từ thì là trả lời, nhưng danh từ thì là câu trả lời. Give me your answer right away, cho tôi biết câu trả lời của bạn ngay bây giờ. Anxious, anxious, lo lắng, mong mỏi. I was anxious about your safety. Tôi đã lo lắng về sự an toàn của bạn. Apart, apart, riêng ra, tách rời ra, xa ra. I think we need to stay apart for a while. Tôi nghĩ chúng ta cần phải xa nhau một thời gian. Appear, appear, xuất hiện, có vẻ là. It appears good. Nó có vẻ tốt đấy. Chúc các bạn luyện tập thật tốt năm từ vựng ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn với năm từ vựng ngày mai nhé.